Chào mừng bạn đã đến với chuyên mục ôn tập ngữ văn lớp 9 của kênh Văn học và những cảm nhận. Các em học sinh thân mến, vậy là cô đã ra hơn 10 video để giúp các em ôn tập những kiến thức cơ bản và hướng dẫn các em các dạng đề nghị luận văn học và nghị luận xã hội. Đường link các video cô để ở phần mô tả. Các em hãy tìm và nhấn vào những bài mình cần ôn tập. Đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ để nhận được những video mới nhất của cô nhé. Và trong video này, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em ôn tập về truyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần nội dung ôn tập. Chúng ta đến với đề thứ 2, nội dung ôn tập truyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân. Cảm nhận của em về nhân vật ông hai trong đoạn trích sau. Cổ ông lão nghẹn ắn hẳn lại, da mặt tê rân rân. Ông lão lặng đi, tưởng như đến không thở được. Một lúc lâu ông mới rặn e e, nuốt một cái gì vướng ở cổ. Ông cất tiếng hỏi, giọng lạc hẳn đi. Liệu có thật không hả bác, hay là chỉ lại? Ông lão vờ vờ đứng lảng ra chỗ khác, rồi đi thẳng. Ông hai cúi gằm mặt xuống mà đi. Ông thoáng nghĩ đến mụ chủ nhà. Về đến nhà, ông hai nằm vật ra giường. Mấy đứa trẻ thấy bố hôm nay có vẻ khác, len lén đưa nhau ra đầu nhà chơi sầm chơi sụi với nhau. Nhìn lũ con tủi thân, nhức mắt ông lão cứ dàn ra. Chúng nó cũng là trẻ con làm việc gian đấy ư? Chúng nó cũng bị người ta xẻ súng hắt hủi đấy ư? Khốn nạn, bằng ấy tuổi đầu. Ông lão nắm chặt hai tay lại mà rít lên. Chúng bay ăn miếng cơm hay miếng gì vào mồm mà đi làm cái giống việc gian bán nước để nhục nhã thế này. Trích truyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân, ngữ văn lớp 9, tập 1. Và nội dung phần ôn tập của chúng ta cũng gồm có hai phần. Phần tìm hiểu, phân tích đề, xác định yêu cầu đề bài và xác định hệ thống luận điểm cho bài viết. Và phần thứ hai là phần hướng dẫn lập dàn ý chi tiết cho bài viết. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên, tìm hiểu, phân tích đề. Bước đầu tiên của phần tìm hiểu, phân tích đề đó là bước xác định yêu cầu đề bài. Về nội dung, đề bài yêu cầu chúng ta cảm nhận về nhân vật ông hai trong một đoạn trích. Và vì vậy, phạm vi dẫn chứng tư liệu chúng ta sẽ sử dụng những chi tiết, những hình ảnh tiêu biểu trong đoạn trích đề bài yêu cầu để phân tích cảm nhận, làm nổi bật về tính cách, phẩm chất của nhân vật ông hai. Thao tác lập luận chúng ta sẽ sử dụng trong bài viết, đó là thao tác phân tích và bình luận. Chúng ta sang bước thứ hai của phần tìm hiểu, phân tích đề, đó là bước xác định hệ thống luận điểm cho bài viết. Các em có thể triển khai bài viết theo 3 luận điểm cô gợi ý sau đây. Luận điểm thứ nhất, chúng ta sẽ nêu khái quát về tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác, tóm tắt nội dung truyện. Luận điểm thứ hai, cảm nhận về nhân vật ông hai trong đoạn trích. Chúng ta sẽ tóm tắt lại nội dung trước đó và phân tích các chi tiết tiêu biểu trong đoạn trích, qua đó nhận xét đánh giá về nhân vật ông hai. Luận điểm thứ ba, nhận định đánh giá về nội dung và nghệ thuật được sử dụng trong đoạn trích. Sau khi chúng ta đã thực hiện xong bước tìm hiểu, phân tích đề, các em chuyển sang phần 2, lập dàn ý chi tiết cho bài viết. Bài viết của chúng ta sẽ gồm có 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Phần mở bài dẫn dắt và nêu vấn đề cần nghị luận. Các em có hai cách mở bài gián tiếp và mở bài trực tiếp. Mở bài gián tiếp, chúng ta sẽ đi từ đề tài, từ những nhận định đánh giá về tác giả, tác phẩm để dẫn dắt giới thiệu vấn đề. Sau đây cô xin giới thiệu cho các em một cách mở bài gián tiếp để các em tham khảo. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Trích thơ Đỗ Trung Quân. Quê hương trong tâm khảm mỗi người là nơi thân thương nhất,
bình dị nhất. Tình yêu quê hương vì thế luôn là một chủ đề xuyên suốt trong văn học. Truyện ngắn làng cũng nằm trong mạch nguồn cảm xúc ấy. Đây là một trong những truyện ngắn hay nhất của Kim Lân, được viết trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Tác phẩm đã khắc họa sinh động chân dung nhân vật ông Hai, một người nông dân chân chất với tình yêu làng, yêu quê hương tha thiết và niềm tin tưởng gắn bó với cách mạng. Điều đó được thể hiện một cách rõ nét nhất qua đoạn trích kể lại diễn biến tâm trạng nhân vật ông Hai khi ông vừa nghe được tin làng mình theo giặc. Chúng ta trích dẫn câu đầu tiên và câu cuối cùng của đoạn trích. Cách thứ hai là chúng ta mở bài trực tiếp, tức là các em sẽ dẫn dắt, khái quát về tác giả, khái quát về truyện ngắn làng và chúng ta nêu vấn đề cần nghị luận. Kim Lân là cây bút chuyên viết về truyện ngắn. Thế giới nghệ thuật của ông tập trung ở khung cảnh nông thôn và hình tượng người nông dân. Văn của Kim Lân đi sâu vào lòng người đọc bởi tình cảm bình dị, rất đời thường nhưng chan chứa nghĩa tình. Truyện ngắn làng là một trong những truyện ngắn xuất sắc của nhà văn Kim Lân nói riêng và của nền văn học Việt Nam nói chung. Tác phẩm đã xây dựng thành công nhân vật ông Hai, một người nông dân chân chất với tình yêu làng, yêu quê hương tha thiết và niềm tin yêu gắn bó sắt son với cách mạng. Điều đó được thể hiện một cách rõ nét nhất qua đoạn trích kể lại diễn biến tâm trạng của nhân vật ông Hai khi ông vừa nghe được tin làng mình theo giặc. Chúng ta trích dẫn câu đầu tiên và câu cuối cùng của đoạn trích. Chúng ta sang phần thứ hai, phần thân bài, luận điểm 1, khái quát về tác phẩm, về hoàn cảnh sáng tác và tóm tắt nội dung của truyện ngắn. Truyện ngắn làng của nhà văn Kim Lân được viết vào năm 1948, thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Làng kể về một nhân vật có tên là ông Hai. Ông Hai vô cùng yêu cái làng chợ dầu của mình. Vì thế, khi Pháp đến đánh chiếm, ông quyết định ở lại làng làm du kích cùng thanh niên chống giặc, mặc dầu tuổi ông đã cao. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình neo đơn, ông buộc cùng gia đình tản cư lên thị trấn Hiệp Hòa. Đi đến đâu, ông cũng hồ hởi khoe với mọi người cái làng của mình. Thế rồi một hôm, ông nghe tin sét đánh là làng chợ dầu đã theo giặc. Ông cảm thấy vô cùng đau khổ. Đến khi nghe tin cải chính làng của ông là làng kháng chiến thì ông vô cùng sung sướng. Với cốt truyện thật đơn giản, ít nhân vật, thế nhưng truyện ngắn làng lại bao hàm một giá trị nội dung vô cùng sâu sắc. Chúng ta sang luận điểm thứ hai, cảm nhận về nhân vật ông Hai qua đoạn trích đề bài yêu cầu. Trước khi đi vào phần này, các em cần nhắc lại nội dung phần đầu tác phẩm để dẫn dắt đến vị trí đoạn trích. Nêu ý nghĩa nội dung đoạn trích, tức là qua đoạn trích này, người đọc sẽ cảm nhận tấm lòng yêu quê hương đất nước tha thiết của ông Hai thông qua diễn biến tâm lý nhân vật. Ở phần đầu của tác phẩm, người đọc đã được chứng kiến một ông Hai tính tình vui vẻ, chất phác, có tấm lòng gắn bó với làng quê và cuộc kháng chiến. Ông yêu thương, gắn bó với làng quê, ông rất yêu và tự hào về làng của mình. Đi đâu, ông cũng khoe về làng. Ở nơi tản cư, ông nhớ làng và chỉ muốn quay về làng cùng anh em tham gia kháng chiến. Không về làng được, ông hay đến phòng thông tin để nghe tin kháng chiến, tin tức về làng mình. Thế nhưng, đang trong tâm trạng vô cùng vui sướng khi nghe được nhiều tin vui về cách mạng, thì ông bất ngờ nghe được một tin sét đánh, tin làng chợ dầu theo giặc. Nhà văn Kim Lân đã thực sự rất tài tình khi xây dựng tình huống truyện này. Ông để cho nhân vật ông Hai vui sướng đến tột độ khi nghe được nhiều tin kháng chiến, rồi bất ngờ cho ông Hai nghe được tin làng theo tay. Trong tình huống này, nhân vật ông Hai bị đẩy vào một hoàn cảnh thật trớ trêu, để rồi từ đó tính cách nhân vật được bộc lộ một cách tự nhiên, không cần một lời giới thiệu hay nhận xét đánh giá từ người kể chuyện. Trong đoạn trích này, người đọc có thể cảm nhận tấm lòng yêu quê hương, đất nước tha thiết của ông Hai thông qua những diễn biến tâm lý nhân vật. Cuộc gặp gỡ với đoàn tản cư trên đường trở về từ phòng thông tin diễn ra thật bất ngờ. Gặp được đoàn tản cư với ông Hai là một cơ hội để ông hỏi về cái làng chợ dầu của mình và háo hức được nghe tin
làng chiến đấu chống giặc ngoan cường. Nhưng cái điều ông chờ đợi không đến. Lời kể của người đàn bà có con nhỏ, cả làng chúng nó việc gian theo tay. Lời nói ấy của người đàn bà giống như một nhát dao cứa vào trái tim ông, nghe như một tiếng sét bên tai làm ông hoảng loạn và sụp đổ. Cổ nghẹn ắn hẳn lại, da mặt tê rân rân. Ông lão lặng đi, tưởng đến không thở được. Đó là cái cảm giác sững sờ, choáng váng, co thắt từng khúc ruột của ông, là trạng thái tâm lý hết sức tự nhiên của một người quá yêu làng. Nếu không yêu, thì cái tin làng chợ giàu theo giặc không thể gây chấn động mạnh, tựa như một cú sốc tinh thần như thế với ông hai. Sở dĩ ông choáng váng, sững sờ vì trong thâm tâm của ông, cái làng chợ giàu quê ông vốn rất kiên cường. Ấy vậy mà giờ đây, niềm tin ấy đã hoàn toàn sụp đổ. Nỗi đau khổ cực độ ấy càng chứng minh ông là người yêu làng chợ giàu tha thiết lắm. Thế nên, càng yêu bao nhiêu, ông càng đau khổ bấy nhiêu. Ông không thể chấp nhận những điều người đàn bà kia đã nói. Trong tâm trạng vừa bất ngờ xấu hổ, ông hai vẫn còn nghi ngờ, chưa thể tin ngay lời đồn đại. Ông lắp bắp hỏi lại, liệu có thật không hả bác, hay là chỉ lại? Ông hỏi để khẳng định lại một cách chính xác, cũng là để cố bấu víu vào một tia hy vọng rằng đó chỉ là sự nhầm lẫn, là một lời đồn đại vô căn cứ. Ông làm sao có thể tin được rằng làng chợ giàu theo tay, người dân làng ông là việc gian? Niềm yêu thương mãnh liệt, sâu nặng của ông với làng làm sao có thể chấp nhận được điều ấy? Câu nói bỏ lửng, hay là chỉ lại, diễn tả sự ngập ngừng, khó nói. Mặc dù ông hai vẫn hy vọng rằng điều đó không phải là sự thật, nhưng ông không thể không tin, cũng như không thể thanh minh hay phản bác lại. Điều này cho thấy có sự giằng xé giữa lý trí và tình cảm trong nội tâm của nhân vật. Tất cả cũng đều xuất phát từ tình yêu của ông dành cho làng, cho quê hương, đất nước. Từ lúc ấy, tâm trạng ông hai bị ám ảnh, dây dứt bởi mặc cảm là người làm việc gian. Nghe tiếng chửi bọn việc gian bán nước, ông cúi gằm mặt xuống mà đi. Ta nhận thấy trong cái cúi mặt này biết bao sự xấu hổ, nhục nhã, đau đớn. Nỗi nhục khiến ông không thể ngẩng đầu lên được. Phải chăng ông hai đã đồng nhất danh dự của ông với danh dự của làng? Có lẽ vì thế, ông tự hào, vui sướng khi làm theo cách mạng. Và giờ, ông cũng xấu hổ, tủi nhục khi nghe tin làng theo tay. Về đến nhà, ông hai càng tủi thân, thương con, thương mình và thương cả những người nông dân làng chợ giàu vì mang tiếng là làng việc gian. Nhìn lũ con, tủi thân, nước mắt ông lại cứ dàn ra. Chúng nó cũng là trẻ con làng việc gian đấy ư? Chúng nó cũng bị người ta rẻ rúng, hắt hủi đấy ư? Nghĩ đến sự khinh bỉ của mọi người, ông hai càng căm giận những kẻ việc gian bán nước. Ông nắm chặt hai tay lại mà rít lên. Chúng bay ăn miếng cơm hay miếng gì vào mồm mà đi làm cái giống việc gian bán nước để nhục nhã thế này. Sự căm giận, nỗi tủi hổ trong lòng ông hai không kìm nén nổi đã bật ra thành tiếng chửi. Bao nhiêu điều tự hào về quê hương như sụp đổ trong tâm hồn người nông dân rất mực yêu quê hương ấy. Ông cảm thấy như chính ông mang nỗi nhục của một tên bán nước theo giặc. Cả các con ông cũng sẽ mang nỗi nhục ấy. Nhân vật ông hai là nhân vật tiêu biểu, điển hình về người nông dân trong buổi đầu cuộc kháng chiến chống Pháp. Người nông dân yêu làng, yêu nước, có niềm tin tuyệt đối vào cách mạng. Chúng ta sang luận điểm thứ ba, nhận định, đánh giá chung về vấn đề nghị luận. Nhà văn Kim Lân đã tạo dựng một tình huống thử thách tâm lý nhân vật rất đặc sắc. Qua đó, tính cách phẩm chất của nhân vật hiện lên thật rõ nét. Lối kể chuyện giản dị, tự nhiên, gần gũi, ngòi bút phân tích tâm lý sắc sảo, sự kết hợp hài hòa giữa ngôn ngữ đối thoại và đọc thoại nội tâm cũng góp phần tạo nên một hình tượng chân thật và điển hình về người nông dân Việt Nam. Đoạn trích đã cho ta thấy sự phát triển trong nhận thức của người nông dân Việt Nam. Tình yêu làng là cơ sở của tình yêu nước,
yêu cách mạng, song tình yêu nước vẫn bao trùm lên tất cả và là định hướng hành động cho họ. Chúng ta đến với phần thứ ba, kết bài, đánh giá chung về tác phẩm và những đóng góp của tác giả. Truyện ngắn làng của Kim Lân đã khắc họa rõ nét hình ảnh người nông dân Việt Nam những năm kháng chiến chống Pháp. Với vẻ đẹp chân chất, giản dị, tấm lòng yêu làng, yêu quê hương đất nước tha thiết, sâu nặng. Nhà thơ Trần Ninh Hồ đã nhận định, tất cả dường như đã được ghi lại bằng những thân phận, những tâm trạng sắc sảo đến cốt, đến lõi. Nếu như cho rằng văn chương là lịch sử tâm trạng con người, thì Kim Lân quả là nhà văn đích thực trên cái ý nghĩa ấy. Kem thân mến, Kem vừa xem video ôn tập truyện ngắn làng của nhà văn Kim Lân, phần luyện đề cảm nhận về nhân vật ông hai qua một đoạn trích trong tác phẩm. Đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ để nhận được những video mới nhất của cô nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!